nào nó sẽ làm. Đấy. Thấy không? Có tiền đấy, có tiền đấy. À, chuẩn bị này, chuẩn lại. Đấy nhá. Nhìn thấy cái quạt bây giờ là nó sáng rõ hơn đấy. Nắng đẹp lắm. Nãy là nhìn mờ mịt. Đang nằm. Mẹ ơi, mẹ cho con gì nữa? Không, đến đó. Con chỉ được một lần thôi, một cơ hội thôi. Cơ hội qua rồi là con mất cơ hội đó. Mẹ nói cho con. Ta chưa. Mẹ đến chỗ thế giới đồ chơi của mà con. Mà hết mưa đấy đúng không? Có vẻ hết mưa. Đường khô này. Rồi trong rồi. Thuyền nó dài kìa. Thuyền nó ra khơi. Hay đi ra khu vui chơi sợ không kịp nhỉ. Là 3 giờ. Ăn rồi đi là vừa đúng không? Cho Ben đi vào cái chỗ khu đồ chơi tí. Mẹ ơi, mẹ đừng quên, muốn nhìn thấy chiếc lê lê của đây thì